Benrahma. Mazunu đã chơi xuất sắc. Đây là tình huống mà Mazunu bị chói nắng. Cho các đồng đội tại Arsenal ở Premier League mùa này. Xiết nữa thì đây là pha kiến tạo thứ 8. Người đã đánh đầu là Martinelli. Là Chilwell. João Félix. João Félix không vào. Cú đá ở góc gần không thể chiến thắng được Emiliano Martinez. João Félix đã cố gắng để vượt qua phòng ngự của đối phương một cách rất lắt léo. Khá nguy hiểm. Như Iverson vẫn đã dướng người để có thể đẩy được bóng ở tình huống vừa rồi. Olis đã có một pha đường vào quá khó chịu. Nhưng thêm lần nữa thì Iverson đã cho thấy được sải tay dài tốt đến như thế nào của mình. Chuyển sang đánh đâu, đá bay vẫn không vào, vẫn chưa có bàn thắng cho Newcastle. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha tấn công này của các cầu thủ Newcastle. Vẫn là Isak là người thực hiện cú đánh đầu. Newcastle đang thực hiện những tình huống xuống biên và thực hiện những quả tạt.